Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Phật Thầy Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin cúng chính hành giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Tích Văn Tắc xin gia hộ cho chư đại đức tăng, quý cô nữ và cùng đoàn thể chùa tử được thân tâm thường an lạc. Mình kính thưa quý vị, vừa qua chúng ta nghe đã được thượng tọa Thiện Phúc đã giải thích về cái tự vận. Để khỏi mất thời gian với quý vị, xin mời quý vị cùng chúng tôi bước thẳng vào duyên sự và ý nghĩa của câu kệ ngôn 315. Xin thưa quý vị, duyên khởi của câu kệ ngôn này được xuất phát khi Đức Phật ngài ngự tại chùa Kỳ Viên Tịnh Xá. Trước đó một cái mùa hạ thì một số chư tỳ khưu đến an cư ở cái vùng biên kẹt. Ở một tháng đầu thì trôi qua thì chư tỳ khưu rất được an vui, nhưng mà qua tháng thứ hai thì cái thị trấn này đã bị giặc cướp tấn công và bắt đi những một số người làm con tin. Cái thành trì hoặc là cái thị trấn đó đã bị tàn phá. Và chúng dân thì khổ sở, lo toan nhiều việc, nên không còn có thời gian mà cúng dường và vật thực đến cho chư tăng. Trong những cái mùa hạ, trong những tháng ngày còn lại của mùa hạ đó, thì các ngày cũng là thường, thì chư tỳ khưu các thầy có không? Đức Thế Tôn nhân đó thì chư tỳ khưu mới trình bày lại sự kiện xảy qua ra ở trong cái mùa hạ vừa rồi. Và Đức Thế Tôn ngài mới an ủi rằng quả thật vậy, cứ tìm một cái điểm nào mà an cư được an ổn thì không được như ý. Nhưng các thầy nên cái phòng hộ mình, gìn giữ lấy mình, giống như người ta gìn giữ một cái thành ở nơi thiên địa. Và hãy gìn giữ từng cái sát na một. Nếu để một sát na trôi qua thì về sau sẽ buồn rầu, và buồn rầu hơn nữa là phải rơi vào cái khổ cảnh hay là cái địa ngục. Nguyên nhân thì chúng ta đã thấy tình bản rồi, tức là nó ra răng giá tha bách sanh tăng ở quốc tăng sanh ta ra ba hi răng e quang go bê tha ác ta năng ca nô vô ma ô bách cha gà ca nà ti ta hi sô chăm tí nữ ra răng hi sâm mất tí ta. Tạm dịch là hòa thượng Minh Châu đã dịch là như trên ải trấn biên thì quan quân bảo vệ. Xin lỗi, gọi bà thơ của thượng tọa giới thích quan quân bảo vệ chẳng uy giặc ngoài thân tâm tâm phòng hộ, hỡi ai sát na biến trễ gia tài còn đâu.
bỏ qua cơ hội lần đầu đọ vào khổ cảnh ruột rầu thối gan. Thì chúng ta nắm được, nắm bắt được ý nghĩa như vậy một cách tổng quát, bây giờ chúng ta sẽ đi vào của trên. Tôi vậy rằng lúc biển địa chúng ta có hai cái loại thành, một thành ở vùng biển địa và một cái thành, một cái thành ở cái nơi trù phú. Ở những nơi trù phú đó thì được gìn giữ, bọn cướp không dám sang, dám xâm nhập. Mà trái lại ở cái vùng, một cái thị trấn nào ở vùng biên cương xa xôi thì bọn cướp nó thể xâm nhập được. Và cái dù cho người dân đó có cố gắng canh giữ trong hay ngoài chăng nữa thì giặc cướp vẫn thể xâm lấn và là cướp đoạt được. Nhưng mà Đức Phật càng dùng cái hình ảnh như cái thành ở biên địa dễ bị xâm lấn, dễ bị giặc cướp như thế nào, thì cái diện gì thì khương cũng phải tự bảo vệ lấy mình, tức là canh phòng ở bên ngoài lẫn ở bên trong. Nhưng chúng tôi nêu một cái ý này để cho chúng ta thấy rằng mặc dù khi nói tới cái phòng hộ bên ngoài, tức là thu thúc, dùng niệm để mà thu thúc con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đối với năm cái sắc trần, điều này chư Phật tử cũng được thường nghe. Còn đối với ý thì phải gìn giữ để không cho rơi vào cái tham sân si. Bởi tham sân si nó là một cái pháp bất thiện. Và những cái vật bên ngoài như là sắc, tinh, hương, vị, xúc nó xâm nhập qua năm cửa đó như vật bên ngoài. Và những cái pháp cả lạ cả ái của cái sắc trần, tinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần đó nó len lỏi không ở qua gặp bên trong. Thì vị tỳ khưu cần phải, nói là vị tỳ khưu nhưng mà thật sự ra là cái hàng Phật tử chúng ta cần phải đề phòng đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc đó. Tức là phải gìn giữ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Con mắt thường thường á, đi tìm những cái sự thích thú của con mắt đã đành. Nhưng mà ngược lại con mắt này cũng có đi tìm lấy những cái lỗi lầm của người khác. Những cái tai nghe những tiếng dịu ngọt, những tiếng đáng hài lòng đã đành rồi, nhưng mà cũng thích nghe những cái điều xấu xa của người khác. Cái mũi nó ngửi những cái hương thơm đã đành, nó thích thú những hương thơm đã đành. Chúng ta tiếp tục lại. Cái lỗ tai ngoài nó nghe những cái tiếng, những cái âm thanh tốt đẹp, hài lòng đã lành, nhưng mà cũng còn thích nghe những cái chuyện xấu của người khác. Cái mũi ngoài nó thích thử những hương thơm đã đành, nhưng mà nó còn có thích thú những cái gì mà nó chưa có được, nhận thức được, người tâm khảo, vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy rằng khi mà gọi là cái thu thúc hay là gìn giữ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta phải gìn giữ những hai cái khía cạnh. Một khía cạnh nó thuộc về cái thân ái, một khía cạnh thứ hai là làm cho những cái lộ hoạt nó tăng trưởng. Nếu như chúng ta thấy thích tìm hiểu những cái lỗi lầm của người khác, bởi vì ai Đức Phật càng dạy rằng ai thích tìm lỗi người khác thì làm cho ô nhiễm nó tăng trưởng. Gìn giữ bên ngoài, gìn giữ bên trong. Gìn giữ bên ngoài là không cho sắc, thinh, hương, vị, xúc nó xâm nhập qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để làm loạn động, để làm ô nhiễm cái tâm. Nhưng mà bên trong thì gìn giữ lấy cái không cho tham, không có sân, không có si. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng ngay cả một cái biên, cái thành ở biên cương hay ở thành ở biên thùy đó, dù có được cái phòng hộ
dù cái đường trình dữ thì giặc cướp nó cũng có thể tấn công được. Tại sao vậy? Vì nơi đó không có binh lực bảo vệ. À, trái lại những cái thành mà ở nơi thị trấn, ở nơi đông đúc hoặc là ở cái nơi giàu có thì nơi đó có những binh lực bảo hộ và bọn cướp sẽ không dám xâm nhập vào. Như vậy thì vị tỳ khưu mà phòng hộ bên ngoài, phòng hộ bên trong là cái bước đầu. Nếu phải tạo cho được một cái binh lực để mà gìn giữ, còn nếu không thì cũng không khó thể mà gìn giữ. Cái binh lực đó là gì? Cái binh lực đó là cái sự hành phạt. Nói cái khác nữa, những cái binh lực nó chính là những cái phước độ của mình, tức là những cái phước thiện của mình. Mỗi cái phước thiện là một người lính trung thành của mình. Cái người nào làm được nhiều phước thiện thì khi thực tập, khi hành pháp, khi gìn giữ đó thì cái sự gìn giữ đó nó rất là an toàn. Bởi sao? Bởi vì có cái phước độ hay là có cái phước báo nó gìn giữ. À, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng á, cái người mà gia công tu tập đó là điều rất quý rồi. Cái người mà cố gắng thực hành những cái pháp dẫn tới pháp cả đạo, gìn giữ mắt tai mũi lưỡi thân, gìn giữ ý không tham không sân không si, nó rất là tốt đẹp rồi. Nhưng mà người này nếu mà thiếu cái binh lực thì trong một phút lơ đễnh nào đó thì giặc cướp cũng thể tấn công được. Mà nhờ những cái phước độ của mình, có những cái là phước thiện, nó như là những cái tên lính bảo vệ, nó gìn giữ cho cái thành trì một cách được tốt đẹp ha. Cho nên có một quan niệm là cứ hành đi mà đừng có nên tạo phước, hả, như vậy. Đây là một cái điều sai lầm. Có một cái số vị thì cho rằng nghĩ là cứ hành những pháp của Đức Phật ngài dạy, hành thiền tĩnh hay thiền chỉ hay là thiền quán là làm tròn lời Phật dạy. Nhưng mà còn những cái phước thiện khác thì lơ là. Mà chúng ta phải hiểu rằng những cái việc thiện khác á, từ nghe pháp, từ bố thí, từ trì giới, từ cung kính, chi chi, mà tất cả những cái đó đều là những tên lính của trung thành để bảo vệ cái thành trì của mình. Không có những cái phước ở bên ngoài đó thì giặc cướp bên ngoài cũng thể xâm lấn được. Và bên trong thì chúng ta còn phải có một cái lực nữa. À, chúng ta nói rằng cái binh lực bảo vệ bên ngoài đó tức là những cái phước thiện. Còn bên trong chúng ta cũng phải có một cái binh lực để mình gìn giữ bên trong. À, cái toán nào tuần tra thì tuần tra, mà toán nào ở lại ở nơi căn cứ địa để sẵn sàng đối phó thì có, không có. À, cái toán tuần tra đó chúng ta vừa muốn nói tới những cái phước bên ngoài chúng ta đó. Vậy phước bên trong cái là những binh lực ở bên trong đó thì xin thưa đó là tính tấn niệm định tuệ lực. Tính lực chúng ta phải có cái niềm tin. Niềm tin ở đâu? Niềm tin ở cái pháp của mình đang thực hiện. Và nhiệt tâm tin vào một cái vị mà đã hướng dẫn mà. Ngày xưa thì vào thời Đức Phật, những vị mà thành đạt của bậc thánh thì nhiều, chính thì tin tưởng đặt lên một nền tảng rất là vững chắc, không còn phải lo ngại. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta tin tưởng cũng là tin tưởng chứ không phải không, nhưng mà chúng ta tin tưởng theo cách của cái người lập giàn, tức là chúng ta tin tưởng nhưng mà chúng ta lược lại những cái gì cần thiết thì chúng ta mới nhận lại. Những cái gì theo đúng chân lý thì chúng ta nhận lại, những gì mà không đúng chân lý thì không nên nhận lại. Nói cách khác, chúng ta tin tưởng ở cái pháp hành và tin tưởng ở những cái nền tảng về không tham không sân không si. Quý vị có thể tin cái gì đó có thể sai lầm, nhưng mà tin rằng cái trạng thái không tham không sân không si đó là thiện thì cái niềm tin này không bao giờ sai. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng căn bản của thiện đó là không tham không sân không si. Mà mình tin, có thể là những cái vị thầy có thể vì một cái trí như thế nào đó hiểu có thể nó chưa chuẩn lắm, nhưng mà cái căn bản là tin vào cái không tham không sân không si là bảo đảm nhất.
vì chúng ta thấy rõ không tham không si đó là thiện pháp, còn những cái dạng khác thì chưa hẳn đã là thiện pháp. Nhưng ta phải có một cái sức mạnh, và sức mạnh có là niềm tin. Sức mạnh thứ hai đó là cái niệm lực, tức là cái sự ghi nhận. Chúng ta không phải là phòng hộ bình thường, không phải là một người mà canh gác bình thường, mà người đó chú ý, rất chú ý từ một vật lạ mới vừa xuất hiện. Như thế nào cũng vậy, thì chúng ta phải chú ý từng cái sát na một. Cho nên câu chạy thứ ba cũng nói là từng sát na một, canh giữ từng sát na một, không để cho lơ là một cái sát na đi qua. Bởi sao vậy? Bởi vì cái một sát na đi qua như vậy, nếu như không chú ý, không canh giữ, không canh phòng, thì cơ hội của giặc, bóng giặc có thể sinh khởi. Mà một khi giặc bóng giặc mà sinh khởi lên, thì những bè nhóm của cái phóng vật đó nó cũng sẽ thành, nó cũng sẽ đi theo. Bởi vì phóng vật nó là một cái tâm sở bất thiện biến hành, khi nó có xuất hiện thì chắc chắn sẽ có những cái tâm sở khác bất thiện thuộc về bất thiện, hoặc là những tâm bất thiện nó theo đó mà nó kết hợp. Cho nên Phật ngày dặn là từng sát na một, khá nào từng sát na. Bởi vì lỡ đi một cái bước, một cái sát na như vậy, một số na nó đi qua như vậy, thì nó sẽ có một sự buồn rầu sinh khởi, xuất tinh bát, một sự buồn rầu, một phiền muộn. Và chúng ta thấy rằng đó là trong cái niệm lực, ngoài niệm lực ra chúng ta còn phải có một cái định lực trong đó, cái sức mạnh đó, là chú ý như thế nào? Chú ý mà gom tâm vào một cái đề mục nào đó, một cái pháp thiền, và không hề ra lại trong pháp thiền đó. Rồi tinh cần là một sức mạnh, rồi trí tuệ là một sức mạnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng như người mà canh giữ một cái thành phố hay là một cái thành trì một cách được an toàn đó, thì người đó lại gìn giữ bên ngoài, gìn giữ bên trong, thì phải có đầy đủ binh lực, thì cái thành trì này mới không có bị giặc cướp nó xâm lấn. Tức là Đức Phật ngày dạy rằng là cái chi pháp là niệm, ghi nhận ở bên ngoài, ghi nhận ở bên trong, canh phòng bên trong. Nhưng mà chúng ta có một cái sức mạnh của đức tin. Những người mà không có sức mạnh đức tin ơi, đức đạo sư, người không có sức mạnh của một sự chú ý, người không có sức mạnh của một sự định tâm, người không có một sức mạnh của sự tinh tấn, thì chỉ lơ là, chỉ biến nhát, chỉ bỏ qua một cái sát na đó, thì về sau sẽ hối hận, về sau sẽ buồn phiền. Mà cái buồn phiền hay hối hận nhất là cái phải rơi xuống khổ cực tập. Ở đây, nếu như trong đời sống bình nhật, một cái sát na lơ là đó không là gì hết. Trong đời sống bình nhật, hàng trăm sát na mà lơ là đó không là gì hết. Nhưng mà vì ở trong đời sống bình nhật này thường lơ là như vậy, cho nên ở trong những giây phút cận tử thì chỉ buông lơi một sát na đi qua, người đó có thể rơi xuống cái dưới đây nha, địa ngục, cái khổ cảnh. Bao nhiêu phước thiện mình tạo thì có thể chỉ lơ lỏng một cái sát na đó, chỉ buông lơi một cái sát na đó thì cũng có thể rớt xuống khổ cảnh. Như tức mà vậy thì khâu tu gần 10.000 năm chỉ bức cộng quả lát, vào phút chót tâm bị rai rứt. Tại sao vậy? Bởi buồn lời, mới lìa bỏ cái sắc này để cho cái phóng vật nó sinh khởi. Và một khi mà cái phóng vật nó sinh khởi vậy thì những tâm bất thiện nó sinh lên, bị rai rứt, bị hối hận. Tu 10.000 năm phải rớt xuống làm lòng dường. Một vị tỳ khưu mới gì không phòng hộ, vào buổi sáng nhận được một bộ y mà không chịu phòng hộ, không chịu gìn giữ mắt tai mũi lưỡi thân,
vào giờ giữa đêm có một cơn gió nó nói dễ bị tâm thần bệnh. Lúc lâm chung nhớ tới cái bộ y tái sanh bộ y. Ở đây cái câu cuối chừng là thấy cái phần nào một cái sát na đi qua sẽ rơi vào cái buồn phiền. Nếu bị rơi có thể là nó khổ bị rơi vào xuống cái địa ngục. Mà trong cái đời sống bình nhật mà nếu thường người đó canh phòng, người đó chú ý, người đó giữ tâm niệm, người đó có một cái định lực, người đó có một cái tuệ lực, có một cái tấn lực như vậy, nó tạo thành cho một cái nếp. Chứ các bạn ngày dạy từng cái sắc ma như vậy, thật sự là chúng ta không khó có thể kiểm soát từng sắc ma mà. Nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát từng phần của tâm lộ được. Những tâm lộ đi ra nó đi cực nhanh, nhưng mà chúng ta phát hiện được một tâm lộ nào chúng ta di trú như tâm lộ đó. Như vậy dần dần nó trở thành một cái thói quen, thói quen của sự chú ý, thói quen của một sự phòng hộ, để trong giây phút lâm chung không bị rơi vào hậu cảnh, không bị rơi vào cái muộn phiền. Chỉ một sát na, khana tita, một sát na đi qua thì hí sô tranh tí cũng rơi vào buồn phiền. Nếu ra dăng hí samapita nó rớt xuống, rơi vào cái hậu cảnh này. Cho nên cái người lính cẩn mật họ sẽ không lơ là trong nhiệm vụ canh phòng ở bên ngoài, họ đi tuần tra họ sẽ là lơ là, không lơ là để phát hiện ra những cái gì xấu, những cái gì nguy hại. Ngược lại những người đứng ở trong giao phong hào này họ cũng không hề lơ là, họ luôn luôn cẩn trọng, không rời những cái gì chuyện. Những người đến phước thiện khi làm việc phước thiện thì cũng luôn luôn chú ý, luôn luôn cẩn trọng, luôn luôn ghi nhận rõ ràng. Rồi những lúc tu tập chúng ta cũng luôn luôn ghi nhận rõ ràng, và sẽ không để cho cái thời gian nó lãng phí trôi qua. Cho dù thời gian đó nó chỉ tích tắc như là một sắc ma. Và nếu rèn luyện được như vậy thì cái người này rất an lạc. Mặt khác chúng ta thấy rằng khi Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh là khó kiếm cái nơi nào mà an cư được như ý, cũng vậy, cũng giống như Ngài muốn hàm ý nói chưa thì câu là khó tìm ở trên cái tam giới này một cái chỗ nào là mãn ý, chỗ nào đáng hài lòng. Cho chúng ta thấy rằng cái người mà có cái tâm mà xa lánh, người mà có cái tâm vượt ra cái cuốn hút của sắc thinh hương vị xúc, của cuốn hút của cái tam giới này, với cái canh thần cẩn mật như vậy, để không có tham, không có sân, không có si, thì người này có thể được một sự an lạc và có thể vượt thoát khỏi luân hồi. Nội dung của hai của câu kệ trên Đức Phật Ngài dạy chúng ta là gìn giữ bên ngoài lẫn bên trong bằng niệm, mà đồng thời chúng ta phải có một cái sức lực ở bên trong, tức là tính tấn niệm định tuệ, cũng như có một sức mạnh ở bên ngoài, tức là những cái phước thiện như bố thí, trì giới, tu tập, cung kính, mật vụ, vân vân. Và đồng thời ráng cố gắng như thế nào để tập thành một cái thói quen không buông lìa một cái sắc na nào, tức là khó thật, nhưng mà như là một cái sự tập luyện lâu ngày, để trong giấc ngủ, trong lúc nào đó chúng ta vẫn có thể khởi được một cái sự phòng hộ ở bên trong. Nếu để lỡ một cái sắc na đi qua ở trong giây phút cận tử, do trong đời sống thường nhật mà buông lung, mà buông thả, mà lơ lỏng, thì có thể sẽ buồn phiền, có thể rơi xuống khổ cảnh hay là địa ngục vậy. Và tôi nghĩ là thời giảng đến nay cũng vừa phải lạ, phước báo phát sinh lên xin cúng dường chư tăng, xin chư đều vừa nến toàn thể thụ tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nào cả thể. Nam mô Bố Tát Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô.